Mình có những cái information gì? Thứ nhất đó là beginning inventory là bằng euro. The units one worker can make is 1000 units. Beginning workforce is 100. The production cost is $2. Hiring cost is $100. Firing cost is $500 and the inventory cost is $0.5. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái level production strategy. Mình biết có 4 period of time: spring, summer, fall and winter. And the forecast demand of each period is 80,000, 50,000, 120,000 and 150,000. Khi mình sử dụng cái level production strategy thì làm sao để tính được cái production quantity here? Nó sẽ bằng trung bình, nó bằng average, bằng mình sẽ dùng hàm average, hàm trung bình của bốn cái thằng này. Ha. Và tương tự cho cái thằng summer nó cũng sẽ là trung bình của bốn thằng này, cho nên mình muốn fix cái thằng này thì mình có thể ấn F4 và mình ấn cái chữ dollars trước cái chữ B và trước cái chữ số 9, trước B, trước 12 thì mình sẽ fix được cái area này từ B9 to B12. Đó. Sau đấy mình sẽ kéo xuống. Thì mình sẽ tính được cái production quantity khi mà mình sử dụng level production strategy. Đó, bây giờ muốn tính number workers needed thì một worker có thể sản xuất được 1000 products, mà mình muốn sản xuất 100.000 products thì mình cần phải có chia cho cái này và fix cái B4 luôn. Thì mình sẽ có total workers needed. Rồi mình kéo xuống thì sẽ có cho summer, fall and winter. Rồi đến cột hiring. Thì nếu như cái số lượng mình cần mà lớn hơn số lượng mình có, if số lượng mình cần lớn hơn hoặc bằng số lượng mình có thì mình phải hire, đúng không? Mình cần lớn hơn số lượng có thì mình cần phải hire, và hire một lượng bằng cái số lượng mình cần trừ đi số lượng mình có. Còn nếu mà sai thì sẽ bằng zero. Thì tương tự sẽ có cột hiring sẽ bằng if cái mình cần là cái gì? Cái mình cần là here D9 100. Nếu mà lớn hơn hoặc bằng số lượng mình có hiện tại, đó là cái beginning workforce à, thì mình sẽ hire need là cái này trừ đi cái beginning workforce là cái này à. Mình có thể để một dòng mấy nữa là current. Thì current mình đã có 100 rồi ha. Inventory là 0. Rồi thì mình sẽ có if cái mình cần lớn hơn hoặc bằng cái mình có thì số lượng mình hire sẽ bằng số lượng mình cần trừ đi số lượng mình có. Còn nếu không thì không cần hire ai hết. Đó, kéo xuống thì mình sẽ được của các period còn lại.
Đối với cột hai ring, fire ring thì như thế nào? Fire ring thì sẽ ngược lại, nếu what we have is larger or equal to what we need. Thế số lượng mình fire sẽ bằng half what we need. Còn nếu không nó sẽ bằng không, đúng không? Thì mình sẽ có đây là if what we have here. Mình có 100 lớn hơn hoặc bằng what we need thì mình sẽ fire what we have to the what we need. Nếu không thì sẽ bằng không. Để kéo xuống mình sẽ có các cái kết quả cho các period còn lại, summer, fall and winter. Inventory thì sao? Inventory thì nếu như số lượng mình sản xuất trong period này cộng với cái inventory trong kỳ trước trừ đi cái demand trong kỳ này mà lớn hơn hoặc bằng không thì cái inventory sẽ bằng cái số lượng này, đúng không? Bằng cái số lượng này. Còn nếu không thì inventory sẽ bằng bằng không. Thì tương tự như thế mình sẽ input vào đây bằng production kỳ này là 100.000. If production quantity kỳ này cộng với inventory của kỳ trước trừ đi demand của kỳ này nó lớn hơn hoặc bằng không thì cái số lượng sẽ bằng production quantity cộng với inventory và trừ đi forecasted demand của kỳ này. Còn nếu không thì nó sẽ bằng không. Tại sao mình phải làm cái hàm if này để mình tránh được đó là cái inventory này nó không negative, nó phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không. Sau đấy mình sẽ kéo xuống. Mình sẽ có số lượng như thế này, hoặc là các bạn có thể sử dụng hàm max. Max giữa cái số lượng này và không cũng ra ha. Total quantity thì mình consider bao nhiêu cost, mình sẽ consider production quantity cost, production cost, hiring cost, firing cost và inventory cost. Thì mình sẽ tính cái total quantity của thằng này bằng hàng sum của tất cả các production quantity. Rồi, sum của cái hiring, hire bao nhiêu people. Và tương tự thằng firing và thằng inventory. Sau đấy mình sẽ tính cost của từng thằng. Production quantity sẽ bằng cái số lượng quantity nhân với cái production cost, đúng không? Còn hiring cost thì sẽ bằng cái số lượng hire people nhân với cái hiring cost. Và firing thì bằng số lượng này nhân với firing cost. Inventory thì bằng số lượng này quantity nhân với inventory cost. Thì total cost mình sẽ bằng sum của tất cả những cái cost này. Ok. Còn nếu mình sử dụng cái này đối với chase demand strategy thì cái sự khác nhau ở đây đó là cái production quantity. Production quantity ở đây thì nó sẽ change according to forecast demand và nó sẽ bằng cái forecast demand ở đây bằng 80.000 luôn. Thì các bạn có thể thấy khi mình thay đổi ở đây thì con số tất cả các dòng còn lại nó sẽ thay đổi. Và tương tự here.
Thì formula work needed to hiring, firing, inventory, các bạn không cần thay đổi cái gì hết, nó y chang. Và mình có thể tính được cái total cost là 835,000. Còn hồi nãy thì đối với cái level production quantity thì mình sẽ có cái total cost đó là 870,000. Thì mình sẽ so sánh được đó là chase cement nó sẽ có total cost bé hơn, và cái chase cement strategy trong trường hợp này sẽ tốt hơn so với cái level production strategy.